Dạ Nhân xin chào cô chú anh chị ha. Video này Nhân giới thiệu cho cô chú chị mình lô đất 4 nhân cho 16.3 nhân chú chị. Đó, tính 4 nhân 16 cho dễ ha. Đường là chính nè. Thì Nhân đang đứng ở chỗ một cái ngã tư. Ngã tư này là đường trục chính TC3 nè, là giao nhau với là đường đài chính. Thì ngay chân cái cầu trước gọi là cầu Khang Thủy. Thì mình chạy thẳng một phát một là ra tới cổng chính của khu dân cư Cát Tường Vô Sinh, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An của mình ha. Qua cầu thôi là người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều chú chị bên cái phía bên đó. Thì vừa qua cầu, nếu mình rẽ bên tay phải là mình sẽ chạy qua công viên Bảy Cơ Quan Thế Giới, từ cái chỗ ngã tư đó tới công viên Bảy Cơ Quan Thế Giới khoảng chừng 300m thôi. Nó quẹo phải là sẽ đi, quẹo trái là đi ra ngoài cái mé của người dân ha. Còn đây là tiếp tục trong khu dân cư của mình. Còn đây là vẫn tiếp tục đường trục chính TC3 này. Cuối đường có một cái hướng thì mình rẽ bên tay phải là vô khu dân cư của mình, rẽ tay trái là đi ra đường Lục Viên, đi ra tỉnh lộ 825. Đó, tỉnh lộ 825 thì sẽ một cái hướng bên tay trái là sẽ đi về của thị trấn Hậu Nghĩa, còn rẽ tay phải là đi qua thị trấn Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ vị trí này mình qua tới thị trấn Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nó khoảng tầm 14-15 cây số thôi. Còn ở đây là mình tới khoảng chừng 300m nó có một cái công viên nữa chúng chị, công viên thời gian ha. Cái đường trục chính TC3 rất rộng, 8m lòng đường, vỉa hè nó tới 4m, là cái đường này nó tới 16m luôn chúng chị, rất rộng ha. Mình tới đây mình tới nơi chính, rẽ tay trái vô là tới liền, tới vị trí lô đất của mình ha. Thì ở đây cũng có dân ở nè, dân ở cũng khá đông rồi nè. Ở trong nữa, xích trong nữa cũng có nhà ở luôn nha chú chị. Đường này đường thông luôn ha, không phải đường cục nha. Đó, lô đất của mình sẽ nằm từ cái mí nè, từ cái mí đanh nè, nó qua 4m, sâu mà 16, là nó bằng với căn nhà này của chú chị. 4-16 xây lên chỉ có một trệt lầu với lên tum thôi, mình thấy khủng khiếp không? Như căn nhà nó tới 4 phòng ngủ đó. Phòng ngủ dưới, 3 phòng ngủ trên. Dưới trên sân thượng nó phòng thờ, phòng giặt, sân thượng. Nói chung 4-16 mình xây lên khủng khiếp luôn chú chị. Ở sau đích của mình là 520 ha, của mình 416. Thì cái mặt của mình là hướng hướng bắc. Cô chú anh chị thuộc cung mạng Đông Tứ Trạch là sẽ hợp được nha. Cái lốc này thì cái đợt mà sốt đỉnh điểm, lúc nào Nhân cũng so sánh, không phải là so sánh mà là nhân lấy cái mốc thời điểm để cho cô chú anh chị mình hình dung được cái giá nó theo từng thời điểm. Lúc sốt đỉnh điểm thì cái lốc này với diện tích là ngang 4 x 16.3 thì nó rơi vào tầm khoảng 1.3 tỷ một lô, 1.3 tỷ nha. Còn mà bên đó thì nó cũng 4 x 16.3 nhưng mà nó giá nó cao hơn xíu, nó khoảng 1.350 tỷ. Nó bởi vì bên đó thì nó rẻ bên ta phải, nó thuận hơn xíu. Thì bên đây là hiện tại bây giờ là anh chủ này, nói chung là cái thời điểm chốt thì ảnh có gửi nhân bán đó, hai chồng có gửi nhân bán là lúc đó là đang kêu 1.2 tỷ, 1.2 tỷ, là chỉ cần mà ảnh ok, ảnh gật đầu một cái thôi là bán được ngay vào luôn rồi chú chị, không cần phải chờ đợi gì hết. Đó, nhưng mà thời điểm đó thì chưa kẹt tiền cho nên ảnh không có bán. Thì thời điểm này thì như Nhân nói cũng như những cái video trước, những cái chủ đất trước, thì cái thời điểm mà làm ăn đất sốt làm ăn được thì làm ăn cái gì nó cũng thuận nó, cho nên là không có cần tiền, không có kẹt tiền. Nó còn cái thời điểm này thị trường đất đai cũng kể cả là những cái kinh doanh làm ăn, những cái ngành nghề khác nó đều xuống hết đó, thì làm ăn nó cũng chừng lại và thời điểm này kẹt tiền, cho nên anh chấp nhận anh bán lỗ đúng 1 tỷ, đúng 1 tỷ thì bao hết giấy tờ sổ sách cho chú chị luôn với vị trí lô đất này. Sổ hồng thì có sẵn rồi, đang ở nhà chứ không phải muốn quay ngân hàng nha, chỉ cần mình ok là công chứng và sang tên liền của chú chị. Giờ giá cả thì hiện tại là anh chủ đang chốt với Nhân là 1 tỷ. Còn ví dụ mà cô chú chị mình muốn thương lượng, muốn bớt lọc, thương thảo gì đó thì cứ xuống đây xem đất, nếu ok vị trí thì về cái phần giá cả Nhân sẽ cho cô chú chị mình gặp chính chủ để cho số điện thoại của chủ nha, để mình cùng thương lượng với bên chủ, thì bên chủ họ bớt được bao nhiêu cho cô chú chị mình thì tốt bấy nhiêu cho cô chú chị mình ha. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mà ưng lô đất này thì cứ trực tiếp liên hệ liền với Nhân để mình xuống xem ha. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều nhiều video sau nhé. Nhân xin chào.